Các bạn nhìn nè, hoa này ở khắp mọi nơi. Trước và sau sân cỏ nhà ai cũng đều có hoa này. Các bạn thử nhìn qua bên kia đường kìa. Còn đây là nhà bên cạnh. Rất là nhiều hoa vàng này. Còn đây là con đường bên trong thành phố nè. Có sân cỏ là có hoa vàng này. Nó như một tín hiệu cho mùa hè vậy. Khi chúng ta thấy hoa vàng này có nghĩa là mùa hè sắp đến rồi các bạn ạ. Còn đây là quang cảnh ngồi trong xe nhìn ra ngoài. Trông rất là đẹp. Có những nơi vào những ngày trời nắng đẹp thì những người dân ở đây họ rất là thích ra ngoài vui chơi, sinh hoạt và sum họp với gia đình hay là bạn bè. Các bạn nhìn nè, họ rất là thích ngồi phơi nắng ở ngoài trời như thế này. Hiện tại là đang mùa Covid-19, nhưng do thành phố mình ở cũng an toàn, ít người bệnh nên người ta cũng không sợ lắm, nên mới ra đồi cỏ ngồi chơi như thế này. Còn đây là quang cảnh phía ngoài đường. Các bạn thấy đó, mọi nhóm người của họ cũng ngồi khoảng cách xa chứ không có dám ngồi gần, vì chứng tỏ họ cũng rất là sợ bệnh. Và cây lá hiện nay cũng đâm chồi nảy nở những lộc non. Nhìn những cảnh này có lẽ các bạn Việt Nam sẽ cảm thấy lạ lắm phải không ạ? Bởi vì ở Việt Nam chúng ta đâu có ai thích ra ngoài nắng ngồi phơi nắng như vậy đúng không ạ? Nhưng người Tây thì họ rất là thích nắng. Mỗi khi trời nắng đẹp thế này thì họ thích ra ngoài đường ngồi để phơi nắng như vậy để cho da họ ngâm. Họ rất thích có nước da ngâm đen. Và bây giờ thì Thanh trở về nhà đây. Thanh sẽ tiếp tục chia sẻ về Herbal Công Anh cho các bạn cùng biết nhé. Và Thanh cũng sẽ chia sẻ là cần chuẩn bị những gì cho mùa hè cho các bạn cùng biết luôn nhé. Thì có rất là nhiều người ở đây rất là sợ hoa này. Có một số người khi mà hoa này mới nhú lên là họ đã mang mấy cắt cỏ ra cắt hết hoa này. Nhưng chính phủ thì khuyên người dân không nên cắt sớm hoa này, nên để đầu tháng 6 hay cắt cỏ. Bởi vì sau một thời gian dài ngủ đông của các con sâu, bọ, ong, bướm thì đây là cơ hội để chúng sinh sôi nảy nở. Nếu chúng ta cắt hết những bông hoa này thì chúng sẽ không còn cơ hội để sinh sôi nảy nở nữa. Và hôm nay thì Thanh đã thu hoạch được bao nhiêu đây? Và Thanh sẽ rửa sạch lại với nước pha với chút muối. Thanh ngâm khoảng 10-15 phút, sau đó Thanh rửa lại bằng nước sạch. Sau đó thì Thanh để cho ráo nước và mang ra để phơi khô. Thanh sẽ phơi vài nắng cho hoa thiệt khô. Như vậy thì mình mới có thể giữ lâu được.
sẽ như thế này, nó không còn đẹp như ban đầu nữa. Sau đó Thanh sẽ cho nó vào keo hoặc lọ. Mỗi ngày Thanh chỉ dùng một ít để pha trà uống. Thanh sẽ cho một ít hoa vào ly như thế này, và sẽ cho nước sôi vào đầy ly. Cho ra quả cũng rất là nhiều.
sâu nhiều lắm. Thanh cũng đã xịt một ít thuốc sâu rồi, thì Thanh hy vọng năm nay Thanh sẽ nhận được nhiều quả hơn. Vì ông xã Thanh có quen một bác nông dân, ông có giới thiệu cho một loại thuốc và bảo là nên xịt vào đầu mùa xuân thì cây sẽ không bị sâu ăn và sẽ cho quả nhiều hơn. Nên Thanh hy vọng rằng cây táo và cây lê nhà Thanh sẽ trị hết bệnh sâu năm nay và nó sẽ cho nhiều quả hơn. Đây là cây lê của năm rồi, cây cho rất là nhiều hoa, trông rất là đẹp, ngắm nó hoài mà không biết chán luôn đó. Đây là những quả lê mà Thanh thu hoạch năm rồi, cây cũng có hai loại, loại vàng và loại đỏ. Nhưng hai loại này ăn vị giống nhau, đều rất là giòn, ngon và ngọt. Khi mới hái, quả của nó rất là giòn, giòn giống như là quả ổi ở Việt Nam vậy đó các bạn ạ. Nhưng vị của nó thì ngọt hơn. Lúc ở Việt Nam thì Thanh rất là thích ăn ổi, nhưng qua đây thì Thanh lại mê quả này hơn ổi. Còn đây là cây cherry nhà Thanh. Thanh mới trồng cây này khoảng hơn 2 năm thôi, trồng cùng lúc với cây mận và cây đào. Nhưng cây này không cho nhiều hoa bằng cây mận và trái cũng không nhiều. Năm rồi được có vài quả nhưng mà bị chim ăn hết, chỉ còn vài quả để ăn để biết vị của nó như thế nào thôi. Và cũng rất là vui bởi vì quả của nó cũng rất là giòn và ngọt, ăn cũng rất là ngon. Và đây cũng là một cây cherry nữa, Thanh trồng cùng lúc hai cây, bởi vì khi mua thì chủ có nói là nên mua hai cây sẽ cho ra nhiều quả hơn và ngon hơn, nên đành mua hai cây luôn vậy. Mong rằng hai cây này năm nay sẽ cho ra nhiều trái hơn. Năm rồi thì chỉ có vài trái như thế này đây, trông rất giống quả cherry ở Việt Nam. Còn đây là cây đào, nó chỉ mới cho những nụ hoa, nhìn bên ngoài thì nó cũng rất là đẹp, nó vẫn chưa ra lá. Khi hoa nở và có những lá non thì cây sẽ đẹp hơn nữa, những bông hoa màu hồng rất là xinh xắn. Cây này Thanh trồng cùng lúc với cây mận và hai cây cherry. Và đây là những quả đào Thanh thu hoạch từ năm rồi, cũng khoảng 7-8 quả gì đó. Quả rất là to, rất là ngon, ngọt và cũng rất là giòn. Và đây cũng là một trong những loại quả mà Thanh rất là mê. Trồng cùng lúc với cây mận nhưng không hiểu sao hoa và quả không có nhiều bằng mận, mặc dù nó không có bị sâu ăn. Còn bây giờ thì Thanh sẽ quay xung quanh khu vườn nhà Thanh cho các bạn cùng biết nhé. Đây là cây bạc hà, cây hành và hẹ. Thanh trồng ở năm rồi và năm nay đầu mùa xuân nó lên trở lại. Hầu như những cây rau năm ngoái Thanh trồng thì năm nay nó sẽ chết hết. Chỉ có một số cây sống lại như là cây hành, cây hẹ và cây bạc hà, một số loại rau thơm, diêm cá, vân vân. Các bạn nhìn thấy đó, hoa bồ công anh đằng trước nhà và sau nhà Thanh quá nhiều. Còn những luống đất cần hành gạo thì Thanh sẽ chuẩn bị trồng rau. Hiện tại thì Thanh chưa có trồng rau củ quả gì hết. Thanh còn đang gieo hạt trong nhà, chờ cho hạt nó ra cây, sau đó Thanh sẽ mang ra những chỗ này để Thanh trồng. Khi mình gieo hạt sớm và mang ra đây trồng thì cây nó sẽ nhanh thu hoạch hơn. Nếu mình mang hạt ra gieo ở cuối tháng 5 thì mình sẽ thu hoạch rất là chậm. Các bạn nhìn nè, có những cây diếp cá Thanh trồng hồi năm rồi, năm nay nó lên lại rồi nè. Lá của nó vẫn còn bé xíu xíu, rau diếp cá rất là dễ trồng. Và rau diếp cá thì ăn rất là tốt đó. Và đây là khu vườn hiện tại của Thanh trong lúc này, nó rất là rộng. Ở đây thì nhà nào cũng đều có khu vườn rộng như vậy các bạn ạ. Và đây là những hạt Thanh sẽ gieo trồng trong năm nay. Bây giờ thì Thanh đã hoàn tắt, bây giờ thì Thanh chỉ việc tưới nước mỗi ngày. Các bạn có biết là tại sao mình không gieo ở ngoài mà phải gieo trong nhà không? Bởi vì tuy ngoài trời nhiệt độ đã ấm hơn nhưng ban đêm nhiệt độ vẫn còn rất là lạnh, nên lúc này mình gieo ở bên ngoài thì hạt nó cũng sẽ không có lên nổi. Bắt buộc mình phải gieo ở trong nhà khoảng vài tuần rồi mới đem ra ngoài trồng được. Có những nơi khoảng tháng 3, tháng 4 là mình có thể gieo hạt để trồng bên ngoài được rồi. Nhưng ở tiểu bang mình thì thường khoảng cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6 thì người dân mới đem những cây hạt giống ra bên ngoài trồng được. Đây là thành quả của Thanh. Sau 2 tuần thì những hạt giống nó sẽ lên như thế này đây. Xà lách với đậu thì lên rất là nhanh, mới đây mà đã lên thành cây rồi. Mấy cây cà chua thì bé tí teo, rau muống thì vẫn chưa có lên, rau muống thì lên rất là chậm. Năm nay thì Thanh có rút ra một chút kinh nghiệm để trồng rau muống.
không nên lấy ra rêu liền, mà mình nên ngâm nó với nước ấm khoảng từ 10 đến 12 tiếng. Sau đó lấy khăn giấy cũng thấm vào nước ấm cho ướt khăn, và nên để khăn giấy dày khoảng 2 đến 3 lớp. Và các bạn nhớ mua loại khăn giấy loại dày chứ không phải là loại mỏng nha các bạn. Sau đó thì các bạn gói lại và để một nơi gần ánh sáng. Khoảng 2 đến 3 ngày thì nó sẽ nảy mầm như thế này. Thì bạn gieo hạt lúc này thì nó sẽ nhanh lên hơn. Các bạn nhớ để ý là cho những cái mọng của nó ngắn hơn, không nên để cái mọng nó dài như vậy. Khi mình gieo hạt thì nó sẽ dễ bị gãy, do Thanh để quên một ngày nên nó mới xảy ra như vậy. Nên Thanh sẽ cố gắng gieo hạt thật cẩn thận để không bị gãy mọng. Các bạn nhớ tưới nước mỗi ngày. Sau 1-2 tuần thì cây rau muống nó sẽ lên như thế này. Như thế này là mình có thể đem ra ngoài trồng được rồi đó. Nhưng mà phải đợi thêm 1-2 tuần nữa mới mang ra trồng được. Giờ thì vẫn còn sớm lắm. Đây là những luống đất mà Thanh đã sẵn sàng để chuẩn bị trồng rau năm nay. Đầu tháng 5 là Thanh đã tới đất ra cho đất xốp. Sau đó thì Thanh đã cho phân bón vào. Vì tháng 5 này mưa rất là nhiều, mình phải tranh thủ làm sớm, để khi mưa thì nó sẽ thấm vào đất và hòa quyện với phân bón, cho đất của mình sẽ tốt hơn. Và đến khi cuối tháng 5 mình trồng thì mình cũng nhớ tới đất cho xốp trở lại, rồi mình mới trồng. Có như vậy thì cây sẽ tốt hơn. Mình cũng chỉ mới trồng khoảng 2-3 năm trở lại đây thôi. Với những năm đầu mình không có kinh nghiệm nên mình không thu hoạch được nhiều lắm. Năm nay mình đã học được rất nhiều kinh nghiệm về bạn bè trong group Hội Nông dân ở Canada. Mình rất là cảm ơn các bạn và mình hy vọng là năm nay mình sẽ thu hoạch nhiều hơn năm rồi. Đây là một số rau củ quả mà Thanh thu hoạch năm rồi đây. Rau muống nè. Và đây là những luống rau muống mà Thanh trồng từ năm rồi. Còn đây là xà lách. Có mấy loại xà lách ở đây. Và đây là các loại rau thơm. Có rau răm và rau giúp cá nữa nè. Và đây là những quả bí mà Thanh thu hoạch của năm rồi. Và có rất là nhiều dưa leo, cà chua, những quả ớt to, tròn và dài. Còn đây là những quả ớt nhỏ nhưng mà ăn rất là cay. Sản phẩm này thì Thanh sẽ chia sẻ cho các bạn biết. Đây là bông hoa năm ngoái của Thanh. Đây là những bông hoa của năm rồi, của khu vườn phía trước nhà Thanh. Và Thanh cũng có trồng một ít hoa phía sau nhà Thanh. Như những lúm hoa tứ cầu này thì Thanh sẽ trồng phía sau vườn nhà Thanh. Còn đây là một số hoa Thanh trồng trước cửa nhà Thanh. Thanh rất yêu màu tím, màu hồng và màu xanh, nên khu vườn nhà Thanh lấy ba màu đó làm chủ đạo. Và đây là cây hoa hồng mà Thanh rất là thích. Năm rồi nó cho hoa rất là nhiều và rất là thơm. Hương thơm bay ngào ngạt trước cửa. Thanh rất là thích. Và Thanh cũng cho thêm một vài hoa vàng để làm nổi bật sân vườn phía trước nhà Thanh. Sẵn đây thì Thanh chia sẻ về những bông hoa này cho các bạn cùng biết luôn. Đây là hoa nghệ tây. Khi chúng ta thấy những bông hoa này là biết mùa xuân đang sắp đến rồi đó. Những bông hoa này như một tín hiệu báo mùa xuân về. Chúng thường nở vào giữa tháng 4. Cây hoa vàng này thì Thanh mới trồng năm nay. Nó mới vừa cho ra hoa vào giữa tháng 5. Giờ là cuối tháng 5 mà nó vẫn còn rất đẹp. Còn đây là những cây hoa mà Thanh mới mua từ chợ hoa về để trồng cho mùa hè năm nay. Năm nay Thanh sẽ trồng thêm cây nho và cây dâu nữa nè. Có thêm vài cây hoa hồng và vài cây hoa peony nữa nè. Và khi nào cây nở hoa thì Thanh sẽ chia sẻ cho các bạn xem nhé. Sắp tới thì Thanh sẽ chia sẻ cho các bạn biết về vườn hoa vào mùa hè năm nay của Thanh và vườn cây ăn trái ở phía sau. Các bạn nhớ đón xem để coi vườn trái cây sau nhà của Thanh năm nay sẽ thu hoạch như thế nào nhé.